Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là cả video mà anh Ba Tử Vi sẽ tổng hợp và chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà ở trong năm Kỷ Hợi 2019 các em gặp rất là nhiều rắc rối, không những cả về công việc tài lộc mà còn có tình cảm và gia đạo. Phải nói là một năm Kỷ Hợi là đúng như mà cái phân tích của Tử Vi nói á, là từ nhỏ cho tới năm 37 tuổi ta chưa bao giờ gặp phải cái năm mà nhiều cái phiền toái như thế. Đặc biệt là những cặp mà cả chồng lẫn vợ đều là Quý Hợi. Thì sang năm nay nói là một năm tốt đẹp thì cũng chưa phải. Vì thực chất ra là nam năm nay vẫn là sao Thổ Tú, nữ thì vẫn nam mang cái sao Vân Hướng. Hai cái ngôi sao cũng chủ về cái sự rối rắm nạn tai và làm ăn không được tốt đẹp. Tuy nhiên chắc chắn rằng với cái thiên can chữ Kỷ của năm Kỷ Hợi các chữ Quý thì cái năm này chữ Canh với chữ Quý nó tương đối là tốt đẹp hơn, cho nên là tín hiệu cũng tích cực hơn. Tuy nhiên là qua đầu năm thiên vận quá xấu, quất một cái đại dịch quá lớn và ảnh hưởng cái sự hồi phục cho tất cả các tuổi. Dù năm nay tuổi tốt sao tốt đi nữa cũng chưa chắc gì là tốt, vì cái thiên vận quá xấu nó ảnh hưởng bao trùm lên cả xã hội này, thì chắc chắn rằng là dù cái gì đi nữa thì cũng phải có cái trục trặc. Đặc biệt là những tháng đầu năm, có cả tháng Kỷ rồi tháng Kỷ là tháng 2 đó, rồi hai cái tháng Tư lại là hai cái tháng Tỵ. Bây giờ là chúng ta đang ở cái mới qua khỏi rằm của cái tháng Tư thứ nhất, gọi là một cái tháng, hai cái tháng cũng tương đối là có khắc kỳ đối với tuổi của mình. Thì đối với tuổi của các em thì rõ ràng là cái sự khắc kỳ đó nó ảnh hưởng khá là nhiều điều. Tuy nhiên dễ thở hơn, đúng không? Thì bây giờ xem coi là vận hạn 6 tháng cuối năm của chúng ta nó sẽ ra sao, của các em nó sẽ ra sao. Các em có cái tháng 6 của năm nay là tháng Quý Mùi, thì tháng này là tháng khá là tốt, có thể nói là tốt đẹp nhất đối với cái người Quý Hợi ở trong năm Canh Tý. Lợi dụng vào cái việc đó thì cũng có thể là nó sẽ sang một cái trang mới. 6 tháng đầu năm là một cái trang khác, 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ là cái trang khác sao, thì chúng ta bây giờ phải xem xét coi là như thế nào. Thì nhắc sơ lại thì năm nay với cái mạng thủy của đại hải thủy của Quý Hợi, nam hay nữ mạng gì gặp năm Thổ là tương khắc khá là xấu về cái mặt sức khỏe, không được ok lắm, cho nên là nhớ cẩn thận. Sao thì nam là Thổ Tú, nữ là Vân Hớn, cả hai sao này đều là chủ về rối rắm và nạn tai. Nữ thì là sao Vân Hớn thì thuộc hành hỏa, mình thủy khắc hỏa, cho nên là cái sự xung khắc của người Quý Hợi nữ mạng nhẹ hơn là nam mạng. Vì sao? Sao Thổ Tú nó là thổ khắc thủy. Đó, vận niên thì khá giống nhau với Trư Phùng Hỏa, cả hai cũng giống nhau. Hạn thì đều là ngũ ngộ, hao tài mất của. Thiên can chữ Quý gặp chữ Canh là Canh là kim, Quý là thủy, cho nên là tương sinh về nạp âm ngũ hành, cho nên có thể năm nay là một năm tài lộc có thể là sẽ có vượng phát hơn năm vừa rồi thôi, chứ còn nói mà tốt đẹp hoàn toàn thì không phải. Đừng mong cầu cái gì quá lớn, coi chừng nuốt không có trôi ha. Rồi, địa chi Hợi với Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên tình cảm gia đạo của năm nay có vẻ là êm thấm hơn năm vừa rồi rất nhiều với năm tuổi của mình, hạn 37 tuổi. Thì tháng 7 của năm Canh Tý năm 2020 tức là tháng Giáp Thân, mà tháng Giáp Thân thì thuộc thủy. Như vậy xét về trùng mạng là tháng thủy, mình mệnh thủy ở đồng hàng, bổ mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề. Thiên can chữ Giáp và chữ Quý thì không xung không hợp là mặt về mặt tử vi. Tuy nhiên là Quý thuộc thủy, Giáp thuộc mộc, cho nên có thể nói đây là thiên can bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Mà sinh xuất về nạp âm ngũ hành thì vẫn rất là dễ hao tài. Đây là tháng có thể là tài lộc tiếp tục suy hao. Tuy nhiên cái tài lộc suy hao này nó
có thể là nhỏ hoặc là nằm trong cái sự toan tính của mình. Thật sự mà nói là bây giờ suy hao mà nhỏ đối với người Quý Hợi thì cũng là vấn đề, chứ không phải là đơn giản vì hết tiền rồi, năm vừa rồi ra tiền quá cho nên năm nay khá là mệt mỏi. Địa chi Thân Hợi, dần Thân Tỵ Hợi, đây là thuộc nhóm cái địa chi mà thuộc nhóm tương hại. Cẩn thận gia đạo, tình cảm nhiều rối rắm. Mới trải qua cái tháng 6 Quý Mùi có nhiều điều tốt đẹp thì qua tháng 7 thì trục chặt rồi ha, trục chặt ở thiên can gây ra hao tài nhỏ. Địa chi thì lại là thuộc nhóm tương hại, dễ có cái chuyện buồn phiền trong gia đạo tình cảm. Người Quý Hợi vốn là những người nhất là nữ mạng, đặc biệt là những người gọi là lãng mạn quá mức kịch ha, nhưng mà si hao tình cảm là dễ ảnh hưởng tới tinh thần lắm ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý 2020, tức là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu chắc chắn là tháng Thủy. Như vậy xét về trụ mạng cũng tiếp tục là đồng hàng giống như tháng 7, bộ mạng sức khỏe không vấn đề, thậm chí là tốt đẹp. Thiên can Ất Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, khá giống với tháng 7 khi giáp Ất thì cũng thuộc mộc, Quý thì thuộc thủy, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất. Đây là tháng cũng tiếp tục là tháng dễ hay gây suy hao về tiền tài. Đó. Rồi Dậu Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy ok, tháng này đỡ hơn, tình cảm gia đạo không còn có cái sự xung khắc nữa, khỏi có ảnh hưởng đến cái việc mà buồn phiền trong tình cảm gia đạo, tốt hơn tháng 7 ở điểm đó ha. Còn lại là nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất, cẩn thận hao tài. Rồi tiếp đến là tháng 9 năm Canh Tý là tháng Bính Tuất, mà tháng Bính Tuất thì là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là thổ nó khắc thủy, đây là tháng thổ thứ 3 trong năm. Nếu mà tính tới tháng 9 là tháng thổ thứ 3 trong năm của năm thổ. Năm Canh Tý là năm vượng thổ mà, cho nên là người mệnh thủy khá là yếu về sức khỏe trong cái năm này. Như vậy là tháng khắc bản mệnh, bổn mạng và sức khỏe không tốt, cẩn thận sức khỏe, đặc biệt là đề phòng những cái tai nạn phạm thân với mình, dễ có xảy ra say sát với nam mạng ha. Rồi thiên can Quý Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, có thể nói là thiên can như thế này thì công việc không quá có nhiều cái xung khắc. Tuy nhiên nội hàm của nó là nạp âm ngũ hành Quý là đinh với Quý đều đinh với Bính đều là hỏa, Quý là thủy, cho nên là nội hàm của nó cũng có sự tương xung. Cho nên tóm lại mà thật sự tháng này cũng không có vui vẻ gì lắm trong công việc, tuy nhiên là không đến nỗi và xung khắc ha. Địa chi Tuất Hợi, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, tiếp tục là một tháng gia đạo tình cảm tốt đẹp, vui vẻ, không có vấn đề. Rồi như vậy tháng 9 đặc biệt phải cẩn thận về cái bộ mạng sức khỏe, với đây là tháng thổ thứ ba. Tiếp tục là tháng Đinh Hợi, tháng này tháng tuổi, tháng Đinh Hợi cũng là một tháng thổ. Như vậy thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, bộ mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân. Tháng này là tháng tuổi luôn, cho nên là có thể nói tháng này là tháng xấu nhất của người Quý Hợi ở trong năm nay. Vì sao? Vì chữ Quý của Quý Hợi sẽ khắc chữ Đinh của Đinh Hợi tháng. Thiên can khắc tháng, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc lớn. Cẩn thận, tháng này thằng nào mượn tiền, bạn nào mượn tiền say đồ, chứ say dép là mệt nha. Cho nên là cần cẩn thận. Địa chi Hợi gặp Hợi, năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm có nhiều chuyện không vui vẻ. Như vậy xét về mặt tử vi của tháng thì chúng ta có ba cái mạng, thiên can và địa chi, cả ba cái đều vào xấu cả, có cả xung khắc, thì chắc chắn rằng tháng này không thể tránh khỏi cái chuyện xui rủi. Cho nên là mọi người nếu có gặp chuyện bất bình thì nên nhịn và chịu nhục, nhịn nhục khớp lại, chứ còn đừng có cương. Cương trong tháng này dễ lên gặp bác sĩ cương.
với cái sự xung khắc cả về mạng nè, rồi về thiên can và cả địa chi thì rất dễ đáo tụng đình ở trong tháng này, nhớ cẩn thận. Rồi tiếp tục là tháng 11, tháng Mậu Tý của năm Canh Tý, tháng Tý của năm Tý. Rồi tháng Tý của năm Tý, tháng Mậu Tý thì là hỏa, như vậy là xét về mệnh là thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe cần cẩn trọng một tí xíu ha. Tiếp tục là một tháng không có tốt về mặt sức khỏe. Thiên can thì rất là ok với chữ Mậu hợp chữ Quý. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc hanh thông, tài lộc dễ phát triển. Đây là tháng coi như là tốt nhất về mặt công việc xoay chuyển đối với cái người Quý Hợi trong năm nay. Địa chi Tý Hợi thì cùng là thủy, nhưng mà tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng công suất khác nhau. Như vậy có thể nói là tháng 11 khá là tốt đẹp ở trong công việc và tình cảm gia đạo. Tuy nhiên vẫn chưa phải là tháng tốt nhất về bộ mạng sức khỏe ở trong cái xét về cái trụ mạng của cái người Quý Hợi đó trong cái tháng 11 này ha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, còn gọi là tháng Kỷ Sửu. Thì tháng Kỷ Sửu chắc chắn là tháng hỏa, như vậy không khác tháng 11 với bổn mạng là thủy khắc hạ hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng cần cẩn trọng. Đây là tháng tiếp tục cũng giống hai tháng 11 và 12 khá giống nhau về bổn mạng. Thiên can thì tháng 12 thật sự là không tốt đẹp, với thiên can chữ Kỷ sẽ khắc chữ Quý, gọi là tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận, nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, đặc biệt là dễ đáo tụng đình, vướng pháp luật. Đây là tháng 10 và tháng 12 khá là xấu ha. Địa chi Sửu Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nha. Như vậy thì về tình cảm gia đạo có được gọi là khá là suy thuận. Như vậy thì tổng hợp ở 6 tháng cuối năm thì chỉ có tháng 7 và tháng 8 là bổn mạng sức khỏe được ok. Riêng 4 tháng, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì có những cái trục trặc đặc biệt về mặt sức khỏe. Riêng về phần công việc thì tháng 10 và tháng 12 của năm Canh Tý 2020 đối với tất cả nam và nữ mạng người Quý Hợi thì đều có những cái sự xung khắc nhất định. Tháng 10 thì cả ba cái đều xung khắc. Tháng 12 thì với cái chữ Kỷ khắc chữ Quý, công việc rất là dễ gặp những cái chuyện không xui thuận. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ cái phần vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Canh Tý đối với nam và nữ mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Hy vọng với những cái dự đoán của mình sẽ là một cái hành trang nhỏ để mà các em ứng dụng vào cuộc sống, để biết nên cương nên nhu ở tháng nào mà có được gọi là những cái quyết định sáng suốt, vượt qua cái năm có cả nam lẫn nữ có sao hạn không được tốt đẹp, và đặc biệt là mới vừa rớt cái hố ở năm 2019, năm 2020 này phải đang cố gắng từng bước xây dựng lại. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và cuộc sống, hoặc là phong thủy và cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo về vận hạn 6 tháng cuối năm cho những cái tuổi khác, có thể là anh em bạn bè của mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ạ. Bye bye.